Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy trên khắp các tỉnh thành khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo sợ trước hiểm họa này. Mới đây đã xảy ra một vụ cháy lớn ở căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội. Đám cháy được cho là xuất phát từ tầng hầm để xe, khiến nhiều người mắc kẹt và chạy ra ban công để cầu cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng ở số 652 đường Nguyễn Khoái, Hoàng Mai. Thời điểm trên, khói bốc ra nghi ngút từ ngôi nhà, sau đó lửa bùng phát mạnh. Người dân đi qua khu vực phát hiện vụ cháy nên đã hô hoán mọi người tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh rồi bao trùm cả căn nhà nên người dân đành bất lực. Một người dân cho biết, lúc đó tầng 1 có nhiều tiếng nổ, sau đó lửa lan vào xe máy bốc cháy dữ dội, rồi lan lên tầng 2, cuối cùng bao trùm cả căn nhà, khiến người dân bất lực khi dập lửa. Những người trong nhà vội chạy ra ngoài thoát thân, có một số người bị mắc kẹt trên tầng đã được sự hỗ trợ của người dân leo qua ban công thoát nạn. Một số người khác chứng kiến vụ hỏa hoạn cho hay, đám cháy xuất phát từ tầng hầm cũng là nơi để xe của căn nhà. Chị Vũ Ngọc Minh Châu, hàng xóm cho hay, nhà tôi ngay bên cạnh, khi đó tôi đang dạy học cho em ruột thì thấy khói bốc lên cùng mùi rất khét, mọi người thất thanh hô hoán cháy. Khi tôi mở cửa đã thấy nhà bên cạnh đang bốc cháy dữ dội, cả nhà tôi lấy khăn bịt mũi rồi chạy xuống thoát nạn. Tôi thấy những người nhà bên cạnh trèo qua hành lang tầng 2 nhảy xuống và được người đi đường cùng hàng xóm đỡ phía dưới. Một chú trên tầng do ngủ say nên đã kẹt ở tầng 4. Rất may do được tập huấn về phòng cháy chữa cháy nên không bị ngạt khói, vừa được đưa xuống. Anh Trần Tương Lai, người trực tiếp giúp đưa người bị nạn xuống đất cho biết, khi người đi đường hô cháy, anh cùng một người khác đã trèo lên tầng 2 của ngôi nhà kế bên để đỡ 6 người leo qua lan can xuống đất an toàn. Lúc đó tầng 1 có nhiều tiếng nổ, sau đó lửa lan vào xe máy, bốc cháy dữ dội, rồi lan lên tầng 2, cuối cùng bao trùm cả căn nhà, khiến anh và nhiều người bất lực trong việc cứu chữa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai điều động 5 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, cảnh sát xác định đám cháy xuất phát từ tầng hầm cũng là nơi để xe của căn nhà. Do bên trong hầm chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh và phát sinh nhiều khói khí độc. Nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi, rất may không có thương vong về người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải chia làm nhiều mũi tấn công để chữa cháy và cứu những người mắc kẹt ở phía trên. Các cửa sổ của ngôi nhà được phá để thoát khói độc ra bên ngoài. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, trong đó 4 người tự thoát, 1 người mắc kẹt trên tầng 4. Sau hơn 20 phút, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo cơ quan công an, ngôi nhà rộng 30m², cao 4 tầng, một lửng một tum, diện tích cháy khoảng 60m², toàn bộ tầng 1 và tầng lửng. Rất may không có thương vong về người, tài sản thiệt hại gồm 3 xe máy, 3 điều hòa, 1 TV, 1 sofa và nhiều vật dụng khác bị thiêu rụi. Hiện công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà. Không may mắn như vụ việc trên, chỉ bị thiệt hại về tài sản. Trước đó vào rạng sáng ngày 11 tháng 10 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn vô cùng thương tâm. Căn nhà 3 tầng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nằm trong ngõ nhỏ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 2 cháu nhỏ trong gia đình 5 người. Theo đó, lúc 1 giờ 30 phút sáng 11 tháng 10, người dân sống tại kiệt 236 Trần Cao Vân phát hiện mùi khét tại khu vực, nghi có cháy. Nhưng lúc này trời có mưa lớn nên các hộ dân này không thể xác định được đám cháy xuất phát từ đâu nên đã gọi điện báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Tam Thuận và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Khê đã nhanh chóng đến hiện trường dùng xe chữa cháy và bình chữa cháy để dập lửa. Lực lượng chức năng xác định đám cháy tại căn nhà 3 tầng có một số người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng nhiều thiết bị chữa cháy tiếp cận, dập đám cháy ở tầng 1 căn nhà. Sau hơn 1 giờ khẩn trương dập lửa và thực hiện cứu nạn, đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt.
lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận đưa được 3 người ra ngoài, gồm anh TTD sinh năm 1988, chị LTKG sinh năm 1987 và cháu TLGK sinh năm 2014. Còn lại cháu TMGD sinh năm 2009 và NLTT sinh năm 2011 ở vị trí tầng 3 bị ngạt khói tử vong. Trưa 11 tháng 10 tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng giăng dây khoanh vùng khu vực căn nhà 3 tầng để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại bởi vụ cháy nhà. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, 59 tuổi, người dân sinh sống ở gần ngôi nhà bị cháy kể, khoảng hơn 1 giờ sáng cùng ngày, ông đang ngủ tại nhà thì nghe tiếng động lớn. Lúc này ông nhìn ra ngoài thì thấy lóe sáng nên chạy ra xem thì thấy căn nhà hàng xóm đang cháy ở tầng 3. Công an phường, xe cứu hỏa cũng đã đến hiện trường ngay. Tuy nhiên cổng của ngôi nhà bị khóa, không vào được bên trong nên mọi người tìm cách để phá khóa. Sau đó một chiến sĩ cứu hỏa dùng thang 12m treo vào bên trong nhà. Lửa lúc đó rất lớn kèm theo nhiều tiếng nổ, khói nghi ngút. Có người mang bình cứu hỏa đến dập lửa nhưng chịu vì không tiếp cận được. Cũng theo ông Ánh, trong lúc quá hỗn loạn, những người sống cạnh ngôi nhà bốc cháy vội vàng kêu gọi nhau tháo chạy vì sợ lửa cháy lan sang nhà mình. Theo một số người dân địa phương, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được vợ chồng chủ nhà mới mua và chuyển về ở được gần một năm. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Đà Nẵng đã xuất 5 lượt xe cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ Kiệt 236 đường Trần Cao Vân, sâu khoảng 160m, là nhà 3 tầng có một cầu thang thông từ tầng 1 đến tầng 3, góc hai mặt ngõ. Tầng 1 của ngôi nhà có hai lối thoát nạn, một lối ra cửa chính trước nhà và một lối cửa hậu bên hông nhà, các tầng đều có ban công. Thời điểm cháy, người dân đã sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy, tuy nhiên đám cháy lớn nên không dập tắt được. Vụ cháy xảy ra đã cướp đi tính mạng của hai cháu nhỏ trong gia đình. Đây sẽ là nỗi đau khôn nguôi của những người ở lại. Cháy nổ dù nhỏ cũng là điều mà không ai mong muốn, tuy nhiên nó gây ra thiệt hại lớn về người và của. Thưa quý vị, chỉ trong vòng ít ngày của tháng 10 nhưng đã có liên tiếp những vụ hỏa hoạn xảy ra. Trước hai vụ cháy trên, cách đây ít ngày vừa xảy ra vụ hỏa hoạn giữa đêm tối tại một căn nhà 3 tầng ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, khiến nhiều người sinh sống tại các căn nhà liền kề hốt hoảng bỏ chạy. Thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, vào tối ngày 9 tháng 10, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ cháy nhà 3 tầng khiến nhiều người hoảng loạn, cả một khu phố náo động trong đêm tối. Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10, tại đường Châu Quỳ, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy tại một căn nhà 3 tầng. Đám cháy bùng phát dữ dội đã khiến người dân sinh sống tại các căn nhà liền kề xung quanh phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Vì đám cháy xuất phát từ tầng cao nhất của căn nhà nên khó lan sang các tầng khác, điều này đã giúp người dân dễ dàng rời khỏi hiện trường và cũng tạo điều kiện cho một số người khác cầm bình cứu hỏa xách tay tới dập tắt ngọn lửa. Theo Công an huyện Gia Lâm, khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì vụ hỏa hoạn cơ bản đã được người dân khống chế. Vụ việc cũng không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản của chủ hộ tạm thời được liệt kê gồm có một chiếc máy giặt và một số vật dụng khác. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ. Và thưa quý vị, qua những vụ việc trên thì cũng là lời cảnh tỉnh đến với mọi người. Cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, đặc biệt tại những nơi có vật liệu dễ bắt lửa. Thực tế, qua các vụ cháy có thể thấy rằng nhiều gia đình vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, trong nhà chứa nhiều các vật liệu dễ cháy độc hại như hóa chất, nhựa, xốp, trong khi kỹ năng thoát nạn, sự cố của người dân còn yếu. Vì vậy, vấn đề phòng cháy và chữa cháy là vấn đề cấp thiết và quan trọng. Hiện nay, việc tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy đang được triển khai một cách giáo diết nhằm mục đích hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra. Bên cạnh đó, thì mọi người cũng cần thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt, lắp đặt thiết bị bảo vệ áp tô mát cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn, tách riêng các nguồn điện, chiếu sáng, phục vụ thoát nạn, chữa cháy, sản xuất. Không chỉ vậy, ngoài ra cần trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động chất lượng, phù hợp theo như quy định của Bộ Công an phòng cháy chữa cháy để đảm bảo chữa cháy hiệu quả và bảo vệ an toàn cho người và của cải khi có cháy nổ xảy ra. Vâng, thưa quý vị, đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra để lại hậu quả nặng nề về người và của.
Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các hộ gia đình, chủ kinh doanh. Nếu không trang bị tốt các phương án hoặc kiểm tra thường xuyên các thiết bị điện thì sẽ không chỉ dẫn đến trong phút chốc tài sản bị tiêu tan thành tro bụi mà thậm chí còn gây ảnh hưởng đến tính mạng con người nghiêm trọng. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!